thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta tụ họp nhau nơi đây để cử hành lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Và theo thói quen và truyền thống tốt lành của giáo phận, chúng ta kêu xin thánh tâm Chúa thương xót, chở che, yêu thương giáo phận. Và trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục, như lời kêu gọi của giáo hội trong ngày lễ thánh tâm này là ngày xin ơn thánh hóa các linh mục. Và cũng trong thánh lễ hôm nay, có khoảng hơn 40 các cha trong giáo phận chúng ta nhận sứ vụ ở một chỗ mới. Và điều này đã từ lâu trở thành một sinh hoạt ở trong giáo phận hàng năm. Tuy nhiên, nếu nhìn trong lăng kính của con người, việc thuyên chuyển linh mục của giáo phận không có bình thường. Ở ngoài người ta nói là an cư thì lạc nghiệp. Các cha cứ mấy năm đổi lại, mấy năm cứ cha lại đổi thế làm gì? Điều giáo dân cũng không vui, mà là lại có khi giáo dân lại không vui là khóc rưng rức lên, lại lên tòa án mục lại khóc rưng rức lên với đức cha ngày kia nọ, mà tâm lý tự nhiên của các cha không thấy thoải mái. Thật sự là vậy, cứ để 20 năm đi đổi một lần cũng được, làm sao? Hay là thôi cứ ở cho ông chết đi, được ba con này người ta làm đám ma cho cha to về nhà hưu gì, nhà hưu buồn chết. Nếu chúng ta nhìn trong lăng kính con người, chúng ta thấy việc thuyên chuyển nơi làm việc mục vụ của các cha trong giáo phận không có bình thường. Cứ hơi quen tí lại đổi, hơi quen tí lại đổi. Làm chưa xong công việc thì lại đổi. Giống như là đức cha ngồi không biết làm gì sao. Không phải đâu thưa cộng đoàn. Đức cha và những người trong ban cố vấn được nhức đầu về cái chuyện tuyên truyền. Cho nên xem ra chúng ta hành hạ làm khổ nhau rồi sao? Không phải. Suy nghĩ như thế là suy nghĩ rất là thế gian. Suy nghĩ như thế không phải. Vậy thì đâu là ý nghĩa đích thực của việc tuyên truyền các linh mục hàng năm ở trong mỗi giáo phận? Không phải ở cứ Việt Nam đâu, trên thế giới đều thế cả. Tại sao phải làm cái điều đấy? Cái điều mà nếu nhìn trong lăng kính của con người, nó không có bình thường. Nó không có bình thường. Thậm chí nó gây ra một sự bất ổn. Nếu nhìn trong lăng kính của con người, của thế gian. Vậy thì thưa cộng đoàn, đâu là ý nghĩa của việc thuyên chuyển linh mục hàng năm trong mỗi giáo phận? Việc thuyên chuyển gây ra ít nhiều sự xáo trộn cho chính các cha được tuyên truyền và cũng chính cái cộng đoàn mà các cha tuyên truyền. Thực sự là như vậy. Nhưng điều ấy cho thấy cái gì? Điều ấy cho thấy bản chất của hội thánh. Vậy thì cái việc tuyên truyền cho thấy điều gì nơi bản chất của giáo hội? Điều này, giáo hội không được thiết lập vì giáo hội. Giáo hội chỉ được thiết lập để chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng, công cuộc loan báo tin mừng của Thánh Thần mà giáo hội là khí cụ. Cho nên thưa cộng đoàn, từ Đức Cha trở xuống, không phải từ các cha, từ Đức Cha trở xuống cho đến các cha, tất cả mọi người đều là khí cụ của Thánh Thần trong cái công cuộc loan báo tin mừng. Và như thế, việc thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận hàng năm cho chúng ta thấy giáo hội không phải là chủ thể, mà giáo hội là khí cụ. Đức giám mục cũng là khí cụ, các linh mục cộng tác với giám mục cũng là khí cụ. Để làm gì? Để cho thấy Thiên Chúa qua Đức Giêsu vẫn yêu thương và chăm sóc dân của Người.
chứ không phải là để cho thấy là ồ cha này giỏi hay là cha kia hay hay là đức cha tài. Không có. Tất cả mọi hoạt động của mọi thành phần dân Chúa, từ giáo sĩ, giáo dân, để cho mọi người thấy được sự hiện diện và chăm sóc của Chúa Giêsu trong giáo phận của người, giáo hội của người. Cho nên giáo phận không phải là giáo phận của Đức Cha đâu, giáo phận của Chúa. Giáo xứ không phải giáo xứ của cha xứ đâu, giáo xứ của Chúa. Hội đoàn không phải là hội đoàn của những người trưởng hội đoàn đâu, hội đoàn của Chúa. Và gia đình cũng không phải là gia đình của những người làm cha làm mẹ, muốn khua múa làm gì trong cái gia đình đấy thì làm, nó không phải gia đình của Chúa. Làm gì có cái gia đình của tôi, không có. Nếu chúng ta hiểu được như thế thì chúng ta mới thấy đấy là nét độc đáo mà một tập thể dân sự xã hội không thể có được. Giáo hội của Chúa, giáo phận của Chúa, giáo xứ của Chúa, gia đình của Chúa, đoàn hội của Chúa. Và nếu là của Chúa, chính Chúa sẽ làm việc trong cộng đoàn giáo hội của Ngài, trong giáo phận của Ngài, trong giáo xứ của Ngài, trong gia đình của Ngài. Và tất cả chúng ta trở thành khí cụ để Chúa Giêsu thực hiện cái việc chăm sóc cho dân của người, cho giáo hội của người. Cho nên thưa cộng đoàn, điều ấy rất là nền tảng để giúp chúng ta hiểu tại sao lại có sự luyên chuyển hàng năm đối với các linh mục trong giáo phận. Để cho thấy giáo xứ là của Chúa, giáo phận là của Chúa, không phải của Đức Cha, không phải của cha. Cha đâu có làm đấy, cho dù cha có lập cái giáo xứ đi chăng nữa thì cô giáo xứ là của Chúa, không phải của cha. Và thưa cộng đoàn, dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy khuôn mặt của một vị mục tử là Chúa Giêsu sáng lên. Vậy thì cái khuôn mặt đấy là gì? Bài đọc một chúng ta vừa nghe trích trong ngôn sứ Ezekiel nói gì về khuôn mặt của người mục tử ấy? Người mục tử ấy chăm sóc đoàn chiên. Trong bài sách Ezekiel nói, chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta. Chúa nói thật là hay, chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta. Và nếu chúng ta đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 21, Chúa Giêsu hỏi ông Thánh Phêrô cái gì? Anh có yêu mến thầy không? Thì ông Thánh Phêrô trả lời sau thì Chúa nói là hãy chăm sóc chiên của thầy. Bài đọc thứ nhất nói chính ta là Chúa chăm sóc chiên của ta. Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Ta sẽ cho chúng đi ăn trong đồng cỏ màu mỡ. Và sự bình an sẽ hiện diện ở nơi chúng. Chúa Giêsu là hiện thân của cái lời sấm mà qua miệng ngôn sứ Isaiah đã nói trong bài đọc thứ nhất. Chính Chúa chăm sóc chiên của Chúa. Chúa Giêsu trong tư cách là mục tử chăm sóc chiên của Chúa. Và dấu chỉ cho thấy chính Chúa chăm sóc chiên của Chúa là gì? Sự bình an cho cộng đoàn dân Chúa của Ngài. Chắc chắn Chúa mà chăm sóc thì chỉ có sự bình an thôi, không có gì khác. Mục tử thì chăm sóc chiên. Thế ngoài cái chuyện chăm sóc chiên thì mục tử còn làm gì nữa? Người mục tử là Chúa Giêsu còn làm gì nữa? Người mục tử là Chúa Giêsu theo bài đọc Tin Mừng chúng ta nghe thì không có thấy nói gì đến việc, không có đặt nặng cái việc là mục tử thì chăn chiên, mà bài phúc âm lại làm sáng lên một nét khác của người mục tử: tìm chiên. Tại sao lại tìm chiên? Chiên nó đi lạc. Và như thế
qua hai bài đọc mà chúng ta vừa nghe, là bài đọc thứ nhất trong sách Môn Sĩ Ezekiel và bài đọc thứ hai trong Tin Mừng Luca, cho thấy hai nét chính của người mục tử là Chúa Giêsu. Người mục tử là người nào? Chăn chiên, nuôi sống đàn chiên để cho chúng được sống và sống dồi dào, đáp ứng những nhu cầu của chiên. Và cái sứ mạng thứ hai của người mục tử là Chúa Giêsu là gì? Tìm chiên, bởi vì nó đi lạc. Thưa cộng đoàn, đấy là hai dấu chữ cho thấy chính Chúa Giêsu đang chăm sóc chiên của người, hội thánh của người. Bình an, sự bình an phải lan tỏa, phải bàn bạc đâu đó trong cộng đoàn, đoàn chiên của Chúa. Đấy là dấu chứng rõ nét nhất để chúng ta giúp nhận ra được chính Chúa đang chăm sóc chiên của người. Và thưa cộng đoàn, cái sứ mạng tìm chiên vì chiên là chăm chiên để cho chiên được sống và sống dồi dào, thì cái giá phải trả cho cái người mục tử là Chúa Giêsu là gì? Ta vừa nghe trong bài đọc thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma: thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Thưa cộng đoàn, sứ mạng ấy phải trả giá bằng cái chết đó. Và Chúa Giêsu đã sống với tư cách người mục tử ấy trọn vẹn, tròn đầy, chăn chiên để đáp ứng cho mọi nhu cầu của đàn chiên, làm cho chúng được sống và sống dồi dào, như Chúa nói trong Tin Mừng Gioan chương 10 câu 10: tìm chiên vì có những con chiên đi lạc. Và cái giá phải trả cho cái sứ mạng mà Chúa Giêsu phải làm là cái chết của Ngài trên thập giá. Thưa cộng đoàn, thánh lễ hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Tâm Chúa. Qua ánh sáng của các bài lời Chúa, chúng ta nhận ra nơi Thánh Tâm Chúa khuôn mặt của một vị mục tử chăn chiên và tìm chiên. Người mục tử ấy phải trả giá bằng cái chết để hoàn thành cái sứ vụ mà Chúa Cha đã ủy thác cho Ngài, đó là chăm sóc đoàn chiên và tìm kiếm những con chiên lạc. Chúng ta đặt một cái câu hỏi là: ai là người được thông phần vào cái sứ mạng mục tử ấy của Chúa Giêsu? Đương nhiên trước tiên là các linh mục, đặc biệt là các linh mục đang coi sóc giáo xứ. Và chúng ta cứ lấy cái ý tưởng đấy để soi chiếu, thì chúng ta biết các cha ở trong giáo xứ phải làm là cái gì? Chính yếu là gì? Chăm sóc chiên và tìm kiếm chiên. Chăm sóc để cho đoàn chiên của Chúa nhé, không phải đoàn chiên của cha, được sống và sống dồi dào. Tìm kiếm những con chiên là xứ này xứ kia cũng có người này người khác đó, phải không? Đâu có phải là một nghìn người là một nghìn người hẳn hoi hết đâu, có người này người kia. Thưa cộng đoàn, chính vì thế cho nên chúng ta hôm nay cầu nguyện đặc biệt cho các cha đang coi sóc giáo xứ, một cách đặc biệt cho các cha hôm nay nhận sứ vụ nơi một nhiệm sở mới. Không có sứ vụ mới nhỉ, sứ vụ ở nơi nhiệm sở mới. Sứ vụ đấy giống nhau, đó là chăn chiên và tìm chiên nhân danh Đức Giêsu. Sứ mạng ấy thưa cộng đoàn nặng nề lắm, không có dễ đâu. Một đằng phải chiến đấu để sống cái ơn gọi của mình cho nó sạch, cho nó thanh thoát. Một đằng phải hết lòng hết sức vì cái sứ mạng của mình. Gánh nặng ấy trên vai các linh mục không hề nhỏ. Cho nên thưa cộng đoàn, mỗi ngày chúng ta đi lễ phải là xin Chúa khỏi nhức răng, xin Chúa khỏi đau bụng, xin Chúa khỏi nhức đầu. Xin Chúa cho gìn giữ các linh mục của Chúa, ngày nào cũng phải cầu nguyện cái đấy cho các cha, đặc biệt là các cha đang coi sóc mình. Người ta được. Ai là người được chung chia cái sứ vụ mục tử của Chúa Giêsu ngoài các linh mục? Thưa cộng đoàn, tất cả những người sống bậc gia đình, những bậc làm cha làm mẹ, tất cả những người đang có trách nhiệm trong các cộng đoàn ở trong giáo xứ, những người có trách nhiệm ở trong các cộng đoàn dòng tu. Cho nên hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các cha đã đành, hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta là những người, những bậc làm cha làm mẹ, chúng ta cũng được tham dự vào chức vụ mục tử của Chúa Giêsu nhé. Đâu phải chỉ có các cha đâu, là những người làm cha làm mẹ trong gia đình, chúng ta cũng được chung chia vào sứ vụ mục tử là gì? Chăn chiên. Con cái trong nhà của quý ông bà anh chị em là con những con chiên Chúa ủy thác cho mình ý. Những con chiên lạc trong nhà cũng có đứa này đứa kia, chứ đâu phải đứa con nào nó hả nói đâu. Tìm kiếm để đưa nó về đàn chiên của Chúa.
Cho nên thưa cộng đoàn, ngày lễ hôm nay không thứ gì là ngày lễ của các linh mục. Ngày lễ hôm nay, ngày lễ thánh tâm hôm nay, dưới lăng kính của ánh sáng lời Chúa, chúng ta thấy sáng lên khuôn mặt một Đức Giêsu mục tử chăm sóc đàn chiên. Chúng ta cầu nguyện cho các cha đang coi sóc các giáo xứ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những bậc làm cha mẹ trong gia đình cũng biết cộng tác vào sứ vụ mục tử của Chúa để chăm sóc cho những người con cháu của mình mà Chúa ủy thác cho chúng ta, giúp cho các con em của chúng ta sống cho nó hẳn hoi, giống như là các cha vậy, giúp cho tất cả mọi người ở trong giáo xứ sống hẳn hoi, chăm chiên và tìm kiếm chiên. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi là bổn mạng của giáo phận, giúp cho mỗi người chúng ta, từ Đức Cha, từ các cha cho đến tất cả các bậc làm cha mẹ, cũng như những người có trách nhiệm trong các cộng đoàn, các giới trong các giáo xứ, có được cái tâm tình của Chúa Giêsu, tâm tình của một người mục tử chăm sóc cho đàn chiên và tìm kiếm đàn chiên. Nếu chúng ta làm như thế, tất cả mọi người nhận ra giáo hội này là giáo hội của Chúa, giáo phận Bắc Ninh là giáo phận của Chúa, giáo xứ trong mỗi giáo xứ ở trong giáo phận Bắc Ninh là giáo xứ của Chúa, mỗi gia đình ở trong giáo phận Bắc Ninh là gia đình của Chúa. Bởi vì tất cả chúng ta, từ Đức Cha cho đến các cha, cho đến những bậc làm cha mẹ và những người có trách nhiệm trong các đoàn hội, đều là những khí cụ của Chúa dùng để thể hiện rõ nét sự chăm sóc của Chúa Giêsu trong tư cách là mục tử cho đoàn chiên của Ngài ở trên mảnh đất thân yêu của giáo phận Bắc Ninh chúng ta. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay để cầu nguyện xin Chúa tiếp tục chăm sóc đoàn chiên của Chúa ở Bắc Ninh. Chúng ta cầu nguyện cho các cha và những người có trách nhiệm biết cộng tác với Chúa để chu toàn cái sứ mạng Chúa Giêsu là chăm chiên và tìm kiếm chiên. Chắc chắn mỗi người chúng ta cộng tác ở đó, chính chúng ta là những người đầu tiên nhận ra được Chúa vẫn đang chăm sóc chúng ta và Chúa vẫn đang hiện diện trong cộng đoàn chúng ta, và tất cả những người khác cũng nhận ra được sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cộng đoàn của giáo phận, của mỗi giáo xứ, của mỗi gia đình. Chắc chắn đó là tâm tình mà chúng ta muốn dâng lên, muốn thân thưa với Chúa Giêsu thánh thể, thánh tâm trong ngày lễ mừng kính thánh tâm Chúa hôm nay, để xin Chúa tiếp tục trong tư cách là mục tử chăm sóc chúng ta và tìm kiếm chúng ta trở về cùng một đàn chiên và một chủ chiên. Amen.